chiến tại hải ngoại hơn 25-26 ngàn tỷ, và như những danh hài yêu thích như Hoài Linh, Chí Tài, Lê Tính, Minh Phượng, Kiều Quang, Lê Quỳnh, và nước băng mà DVD mà được của trung tâm du lịch phát hành thì trực tiếp quay hình tại Vancouver, Canada, và vừa rồi mới phát hành cuốn số 2 với chủ đề Biển Đông. Thì hôm nay thì DVD của Thu Thảo hết rồi, chỉ còn đem 16 cái, nhưng bây giờ bán hết 6 cái rồi, bạn bè là hỏi mua, giờ chỉ còn 10 cái thôi. Nếu như quý vị nào muốn biết rõ về Thu Thảo hơn thì hãy còn 10 cái DVD đó thì hãy mua về làm món quà để mà enjoy cho những ngày cuối tuần. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Thu Thảo xin giới thiệu một gương mặt MC đã cộng tác với Thu Thảo là anh Tế Vinh. Từ đầu chương trình tới giờ quý vị thấy anh Tế Vinh chỉ là một MC thôi, nhưng mà ngoài ra anh cũng có giọng hát rất là hay. Và hôm nay anh đến chương trình với chúng ta với nhạc phẩm của Lai Phương. Đây là cái nỗi lòng của ảnh, có thật sự là không biết là cái người yêu của ảnh là có ngồi ở trong cái phòng ngày hôm nay hay không. Nhưng mà cái bài hát này anh nói là anh thể hiện hết cái tâm tình của ảnh. Nếu như là người nào mà yêu thương mà có mặt trong hôm nay thì đây là một cái món quà nhỏ nhỏ mà anh Thế Vinh sẽ gửi tặng cho người ấy. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm của Lam Phương, Thao Thức Vì Em. Xin hãy dành một tràng pháo tay với anh Thế Vinh. Cảm ơn Thu Thảo. Xin cảm ơn quý vị. Mới có phần 1 chưa có hết, mới có 2 phần 3 của phần 1. 2 phần 3 của phần 1 thôi. Thì tôi nhận được rất là nhiều các anh chị ở dưới này muốn đóng góp chương trình, ca cho nó vui, khiêu vũ cho nó sống động. Và chúng tôi xin hứa sẽ lần lượt giới sắp xếp trong khi khả năng của chúng tôi sẽ gắng cố gắng sắp xếp. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức với ca khúc Thao Thức Vì Em của Lam Phương. Em ơi, yếu quá à. Nãy giờ không tặng bông nữa, không đóng cái này nào, tặng bông giùm đi. Em ơi, em ơi, em ơi, ơi mạnh lên. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh xa về, rằng mãi đây anh lại thắm ước tình tròn một đời là thương luôn như ngõ ngô. Em mơ nhớ thương 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 làm sao quên được phút giây chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là thương mãi hết đời. Trả lời anh đi, nghĩ
yêu mến của quý vị. Cảm ơn chị Tố Hồng, thank you family. Chị Mai Hoa.